những bài đăng rủ nhau đi cướp, để rồi ý tưởng chỉ từ trên mạng ảo, nhưng dẫn đến kết cục thực. Trong quá trình mà nói chuyện nhau trên hội thì hai đối tượng này bàn bạc và thống nhất là đi cướp tài sản. Những lời than vãn muốn tự tử trên mạng, nhưng có thể dẫn đến cái kết đau lòng. Ừ, thế mày chết đi tao xem nào, bao giờ mày chết thì mày nhớ live stream nhé, hay là muốn mọi người ở đây bảo mày ơi đừng chết à, hay là như thế nào? Vô vàn ẩn họa rình rập trên mạng xã hội, từ những hội nhóm làm liều. Vâng, thưa quý vị, thời gian vừa qua tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ cướp có tính chất manh động. Điều đáng nói là các thủ phạm quen nhau qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Telegram, sau đó hẹn gặp gỡ ngoài đời để rủ nhau thực hiện các hành vi phạm tội. Đây là thực trạng đáng báo động và cho thấy một mặt trái khác của mạng xã hội đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đây là hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm vừa qua. Điều đáng nói, Tùng và Hiếu quen nhau trong hội những người vỡ nợ thích làm liều từ năm 2021. Trong quá trình mà nói chuyện nhau trên hội thì hai đối tượng này là cũng đều là những đối tượng mà nợ nần liên quan đến bài bạc trên mạng. Trong hai đối tượng này đã tự kết nối với nhau, bàn bạc và thống nhất là đi cướp tài sản. Ngoài cướp ngân hàng VietinBank ra thì trước thời điểm đó thì hai đối tượng này cũng đã cướp của cửa hàng tiện ích ở khu vực Thanh Xuân. Được biết, hai đối tượng trên không phải là những thành viên đầu tiên trong hội nhóm này, biến những ý tưởng ảo trở thành hành vi phạm tội thật. Trước đó vào tháng 1, ba nghi phạm đã quen biết nhau qua nhóm, xông vào chung cửa Linh Đàm, quận Hoàng Mai xịt hơi cay, hành hung, trói cư dân để cướp tài sản. Tức là nó đến nó mua điện thoại nhưng mà nó cướp luôn gì, nó trói em lại gì. Vâng, nó xịt hơi cay phát ra nó, ba thằng nó dập em luôn. Và trên thực tế thì cũng xảy ra một vụ cướp ở Linh Đàm, cũng xuất phát từ các đối tượng là thành viên của các hội nhóm. Đối với các loại tội phạm này thì cơ quan công an cũng đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng, đặc biệt là phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao để có những cái biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thậm chí là để đánh sập hẳn cái tội phạm này. Khi tham gia vào những hội nhóm này, các thành viên còn thản nhiên đăng bài giao bán vũ khí, mạnh dạn kêu gọi rủ nhau làm liều. Từ những người vốn không quen biết, rồi qua mạng ảo, các đối tượng cùng nhau sai phạm và cùng nhau vào tù. Việt Nam có luật an ninh mạng 2018 và nghị định số 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nghiêm cấm các hành vi vi phạm trên môi trường số. Trong các vụ việc hình sự liên quan tới các đối tượng là thành viên trong các hội nhóm làm liều, nếu như mà các admin hay là những thành viên khác không thận trọng khi mà bình luận hoặc là tương tác, thậm chí là có trao đổi với những đối tượng phạm tội thì đều có thể bị liên đới trách nhiệm. Cái hội nhóm này này, chúng ta nghe tên nó đã không phù hợp với lại là phong tục tập quán rồi quy định pháp luật, thì những người lập, những người quản lý đối với các cái nhóm này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Các chủ hội nhóm này lại có cái hành vi kích động này, giúp sức về mặt ý chí thôi, nói họ là ví dụ đi cướp này thì phải dùng súng này, mua súng ở đâu này, thì đây là xem là những hành vi đồng phạm. Còn nếu trong trường hợp mà anh biết rõ là ba người này đang bàn nhau để đi thực hiện hành vi tội phạm mà anh không phản đối và anh không báo cơ quan chính quyền thì cũng có khả năng là anh bị xem xét về hành vi là không tố giác tội phạm hoặc là che giấu tội phạm. Có thể nói là sự ra đời của mạng xã hội vừa kéo mọi người đến gần nhau hơn nhưng cũng làm cho nhiều người trở nên cô độc hơn trong thế giới thực. Và khi những người cô độc có cùng một vấn đề thì sẽ nảy sinh ra các hội nhóm để kết nối các thành viên lại với nhau. Điều đáng lo ngại là có quá nhiều những nhóm tiêu cực được tạo ra với số lượng thành viên đông đảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, nhưng lại đang có tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn thành viên. Như là hội những người vỡ nợ muốn làm liều, nhóm đòi nợ thuê hay là có cả hội ngoại tình và vụng trộm giao lưu kết bạn toàn quốc. Khi vào những hội nhóm này thì các thành viên có thể là được giải bày những câu chuyện của cá nhân mình mà lại không sợ bị phán xét. Đáp lại thì có thể bằng những bình luận tích cực nhưng cũng có nhiều những ý kiến tiêu cực. Mà nếu không tỉnh táo thì người đăng bài sẽ bị tác động tâm lý, dễ dẫn đến những hành vi sai lệch. Cô gái này từng nhiều lần có ý định tự tử khi gia đình bị vỡ nợ. Chủ nợ đến tận nhà gây rối. Cô tìm tới hội những người muốn tự tử trên Facebook. Cả tháng liền, cô quẩn quanh suy nghĩ lên tầng 25 của một tòa nhà với ý định tự tử. Nhưng rồi cũng có lúc tỉnh ngộ.
vô tình mình nhìn thấy được cái hội này ở trên Facebook thì mình cũng tham gia vào, và mình khá là bất ngờ khi mà số lượng người tham gia ở đây khá là đông. Hàng ngày đều có những cái bạn khác gặp hoàn cảnh như mình đăng tải những cái bài ở trên cái hội nhóm này. Tất cả những người ở đấy đều là những người xa lạ, không ai biết ai là ai, nên là mình cảm thấy khá là thoải mái khi mà mình được tìm thấy được một cái cộng đồng nơi khiến cho mình chia sẻ được những cái điều tiêu cực của mình một cách thoải mái và không sợ rằng là sẽ bị mọi người đánh giá. Thế nhưng không phải lúc nào chia sẻ câu chuyện của bản thân thì người đăng cũng nhận được những lời khuyên thiện chí. Cũng có những cái comment mang tính khá là tiêu cực. Thế mày chết đi tao xem nào, bao giờ mày chết thì mày nhớ livestream nhé. Hay là muốn mọi người ở đây bảo mày ơi đừng chết à. Những cái comment như thế thật sự rất là tiêu cực cho một người đang gặp tiêu cực. Nếu như mà không đủ tỉnh táo, không đủ mạnh mẽ thì sẽ có những cái câu chuyện tồi tệ nói đến. Những hội nhóm tiêu cực trên mạng, những tưởng chỉ là những lời tán gẫu, nhưng đang gây ra ảnh hưởng tâm lý với hàng ngàn, hàng chục ngàn thành viên tham gia. Nếu như cái cấu trúc nhân cách của họ là tích cực và hiệu quả thì họ sẽ lựa chọn những cái cách thức hỗ trợ hiệu quả và tốt. Nhưng nếu như cái nhân cách của họ mang tính tiêu cực thì họ sẽ chỉ nhìn thấy những cái hướng tiêu cực thôi. Và vì vậy thì cái xu hướng lựa chọn của họ sẽ là lựa chọn những cái hành vi mang tính tiêu cực hơn. Nó là một trong những cái nguyên nhân để dẫn đến những cái hành vi vi phạm pháp luật, những hành vi phạm tội hoặc những cái hành vi tiêu cực đối với bản thân và đối với những người khác. Vậy mới thấy, nếu không đủ tỉnh táo thì những người vốn có tâm lý bất ổn lại càng dễ bị dẫn dắt cảm xúc và hành vi. Đặc biệt, nếu các thành viên là những đứa trẻ thì hậu quả không lường trước được. Gần đây, nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị lôi kéo vào những hội nhóm nhạy cảm đã trở thành nỗi lo của không ít phụ huynh. Đầu tiên là chúng ta cũng cần phải tăng cường các cái năng lực công dân số của con, phải biết được rằng là ở trên mạng ấy thì có những cái lợi ích gì nhưng mà cũng sẽ có những nguy cơ gì. Thứ hai nữa cũng sẽ phải giúp cho các bạn biết được rằng là khi tham gia vào bất cứ một hội nhóm, chia sẻ bất cứ một cái thông tin nào lên trên hội nhóm hoặc là ở trên các cái mạng ấy thì phải đảm bảo một số các cái nguyên tắc. Ví dụ như là thông tin mình chia sẻ có tôn trọng người khác hay không, nó có an toàn hay không, nó có thể hiện rằng là cái sự trách nhiệm của mình hay không, và cái cuối cùng nữa nó có lành mạnh hay không, mang cái tính chất là đóng góp cho xã hội hay là nó mang cái tính chất là phá hủy xã hội. Thì tất cả những cái nguyên tắc đấy sẽ giúp cho con của chúng ta nó sẽ có một cái phanh hoặc có một cái màng lọc để trước khi tham gia vào bất cứ một cái hội nhóm nào ở trên mạng ấy, thì cũng sẽ phải cân nhắc. Rời bỏ và tẩy chay những hội nhóm tiêu cực sẽ là tấm lá chắn khỏi những tác động tâm lý không đáng có, để không trở thành nạn nhân của những hội nhóm mà sự tiêu cực hiển hiện ngay từ tên gọi. Vâng, đấy, dẫu không thể phủ nhận được những giá trị tích cực mà mạng xã hội đem lại, nhưng nếu không tỉnh táo và thận trọng sẽ rất dễ xảy ra những cái phản ứng ngược. Để sớm loại bỏ các hội nhóm tiêu cực này thì mỗi chúng ta khi mà dùng mạng xã hội có thể thể hiện quan điểm tẩy chay bằng cách báo cáo sai phạm, report các hội nhóm này.